dạy thêm học thêm có xấu không xin kính chào quý vị và các bạn dạy thêm học thêm là những từ khóa khá nhạy cảm khiến dư luận không ít lần bức xúc phẫn nộ đòi xóa bỏ triệt để tình trạng học sinh học ngày ở trường học tối ở các trung tâm đến mệt nhoài và mất cả hết tuổi thơ dưới quan điểm cá nhân tôi xin khẳng định dạy thêm học thêm không hẳn là xấu tại sao ư theo dõi những tranh luận không dứt trên các diễn đàn phản ảnh tình trạng dạy thêm học thêm đầy tiêu cực tôi và nhiều người đồng tình với thực tế có giáo viên găm bài gạ đề và gây sức ép buộc phụ huynh phải đăng ký cho con trẻ theo lớp học thêm tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận số giáo viên hao mòn đạo đức nhà giáo ấy có lẽ chỉ là vài con sâu làm rầu nồi canh còn phần lớn đội ngũ nhà giáo mở lớp dạy vẫn đang bán cháo phổi một cách công bằng nhiệt tâm đổi lấy đồng lương làm ngoài giờ chính đáng cuộc sống ngày càng đủ đầy so với trước đây đồng nghĩa với mối bận tâm lo toan cho việc học của con trẻ trong mỗi gia đình cũng được đặt lên hàng đầu. Chúng ta đừng so sánh một cách khập khiễng rằng thế hệ chúng ta ngày trước không học thêm vẫn học giỏi bởi ở mỗi thời đại có những yêu cầu riêng với những bệ phóng thành công khác hẳn. Trong một xã hội vẫn đang đặt nặng vị thế của tấm bằng đại học, cao học như bây giờ, không học tốt thật khó kiếm được một chỗ đứng vững vàng và một tương lai ổn định. Vậy nên nhà nào lao vào chăm lo sự học của con trẻ và luôn đeo mang cảm giác học ở trường chưa đủ thế là chạy đua tìm kiếm thầy giỏi để đăng ký tìm chỗ dạy thêm uy tín để đưa con đến học bên cạnh đó là tâm lý so sánh thành tích của con trẻ với con nhà người ta của một bộ phận phụ huynh cứ hễ thấy con mình thua thiệt phương diện nào đó là y như rằng quay quắt lo lắng cay cú mắng con và gây sức ép buộc con phải đi học thêm cho bằng bạn bằng bè trong thời đại mạng xã hội nở rộ như hiện nay, tình trạng xét nét so sánh ngày càng ươm mầm, mọc rễ nhiều hơn. Những lời đồn thổi không căn cứ về tình trạng giáo viên ép đi bọn trẻ không đi tham gia lớp học thêm, đổ dồn thêm mối lo mơ hồ về phụ huynh. Những lời mách miệng đăng ký học thêm để mua sự yên tâm, truyền từ tay người này sang người khác, nhen nhóm và thổi bùng lên cuộc đua học thêm. Quả thật, Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan như hiện nay có phần lỗi không nhỏ xuất phát từ chính những phụ huynh cả lo, cả nghĩ và Azure theo đám đông. Bên cạnh đó, khối lượng kiến thức cần đạt, yêu cầu về năng lực, kỹ năng trong mỗi bài học đặt ra thách thức không nhỏ cho người giáo viên đứng lớp bị khống chế về thời lượng tiếp dạy, số lượng học sinh quá tải và chất lượng học sinh không đồng đều. Rất khó để đưa vừa đưa được kiến thức nâng cao cho học sinh giỏi, vừa bổ trợ kiến thức cơ bản cho học sinh yếu kém. Và lúc này, những lớp học thêm ngoài giờ lên lớp lại đáp ứng được yêu cầu đó. Bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Phụ huynh và học sinh tùy theo năng lực của con trẻ mà có thể theo đuổi mục tiêu giáo dục trong các lớp học thêm. Hãy nhìn vào các phong trào thi học sinh giỏi, tuyển sinh đầu cấp hay cuộc thi giành vé vào cổng trường đại học. Đồ khó trong các đề vượt xa chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản trong nhà trường phổ thông. Độ khó trong các đề thi buộc học sinh phải bồi dưỡng kiến thức nâng cao, thực hành luyện đề, giải đề, rèn luyện năng lực. Và các lớp học thêm của những người thầy danh tiếng chính là môi trường bổ khuyết thêm phần còn thiếu hụt ấy để học sinh đáp ứng và phấn đấu những mục tiêu lớn trên con đường học hành. Nếu xuất phát điểm của việc dạy thêm, học thêm là để bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng nảy sinh từ chính nhu cầu của người học, thì chúng ta hà cớ gì lại phê phán, chĩa mũi rùi lên án một cách kịch liệt và vơ đũa cả nắm như thế. Xin trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trong sáng ngày 11 tháng 11 năm 2021, một lần nữa đề cập đến vấn đề dạy thêm, học thêm một cách tràn lan gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Và Bộ trưởng khẳng định tới đây sẽ bổ sung quy định dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dạy thêm, học thêm không hẳn là xấu nếu người học có nhu cầu và động lực học tập chính đáng con người dạy giàu nhiệt tâm và công tâm trong sự nghiệp trồng người. Đấy là quan điểm của chúng tôi và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.